Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Street Band Joy Break. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ chọn này. Xuống đây đi. Wow. Ok, mình sẽ chọn cái bật nửa này. Đúng đi thôi, wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn là nước uống này xem thế nào. Đây như kiểu nó một bọn nước đi xem tôi. Nhưng mà lại đúng như người cứng đờ ra, không cử động được. Ok. Đây là một tên trộm, mình sợ đóng vai là tên trộm luôn. Xếp quanh. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, trốn quét hồ. Khiếp luôn. Chiếc xe bình thường thành một chiếc xe quan tường luôn. Để quá đất đi. Sang cái game thứ ba, Ice Cream 2. Ok, let's go. Don't play with me, give me the ice cream. Hi Jay, are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Well, you know what? Ah! Ok, còn giờ thì mình sẽ đi giải cứu của bạn của mình. Ok, let's go.
mình sẽ sang chiếc xe màu đen này. Và chiếc xe màu đen này thì nó có một nọ, cảm giác như nọ nước hoa. Love. What will the ice cream maker want? Mình sẽ đi tìm. Đây rồi. Cho đổi nào. Jay, help me out of here, please. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go, let's go. Chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Rồi, mình sẽ quay lại trong ngôi nhà đó và tìm một chiếc mắc treo quần áo. Sau đó thì mình sẽ phải đu dây và sang một ngôi nhà khác để khóa kín bên trong. Let's go, let's go. Mắc treo quần áo đây rồi. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 3, tầng thượng. Ok, ok. Đây, có một cái dây đây. Mình sẽ đu. Ok. Rất là tối luôn. Trong này rất là tối. Ok, mình sẽ bỏ ra đây. Ngôi nhà này thì bị khóa cứng hết trong, cho nên bắt buộc các bạn phải đi đường này. Sau đó thì mình sẽ nhặt cái thu vít 6 cạnh. Đây như là 5 cạnh nhé. 5 cạnh. Let's go baby. Sau đó các bạn sẽ xuống đây và sẽ tháo cái bình ga này. Let's go. Jay, help me out of here, please!
Mình sẽ ném ở đây xem chúng ta có cái tóc hương không. Sau đó mình sẽ bắt chú mèo này. Ok, let's go. Chump puppy ones. I'm going to find these chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Bây giờ mình sẽ đợi ông ta thắp hương cho ông bố ông ta. Hôm nay cái vẻ thắp hơi lâu. Phải nó đang bị đơ. Không thắp hương. What? Mình sẽ chuyển đến một điểm khác. Đó, mình sẽ chuyển lại. Thì đó thì ông ta sẽ không bị đơ nữa. Ok. Going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Giờ mình sẽ đợi ông ta thắp hương. Okay, let's go. Sẽ sang tới game thứ tư. Đây là của game này, game ma của hãng developer. Lên. Let's go. Game này thì các bạn phải nhặt được 8 quyển sách. Once. Xem ra là có gì không? Đây có một chiếc chìa khóa. What? Chiếc chìa khóa đã xuất hiện luôn rồi. Rất là kinh khủng luôn. Mình sẽ đi hết đồ bên phải này. Sau đó mình sang bên trái. Wow. Đây không có gì. Ok. Rất là sâu luôn. What? Toàn ma là ma. Ồ, đây có một cuốn sách nữa này.
Rồi, mình sẽ đi tiếp sang bên này xem. Các bạn chơi game mà các bạn nghe tiếng khiếp quá thì các bạn cho nhỏ đi một chút. Còn nếu không thì các bạn cứ để to vậy để chơi, để tạo cảm giác mạnh. Let's go, let's go. Bây giờ đến phòng này. Trong này không có gì. Như ở đây là đấy. Một ngõ cụt. Tiếp tục. Không có gì đâu. Mà nó xuất hiện ngay cạnh tường. Let's go. Tiếp tục nào. Cách chơi game này rất đơn giản thôi, các bạn cứ đi xung quanh cái ngôi nhà này, rồi các bạn tìm cho mình là 8 cuốn sách thì các bạn hoàn thành được game. Mà nó xuất hiện giật mình luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Payback 2. Ok, let's go. Trong cái bánh này này có rất là nhiều cái chơi các bạn ơi. Các bạn có thể chơi bắn nhau, đua xe hoặc gì đó. Rất là hay luôn. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Kiri Brady. Let's go, lần này thì sẽ là võ đài đấm máu. 3 người trên một võ đài. Wow, mình bị đấm rồi, không sao. Nhưng mà may mà chưa chết. Sẽ cho anh bạn này đi luôn. Đây rồi. Khi các bạn đấm một người ra ngoài ấy, thì các bạn sẽ được to thêm. Và sức khỏe các bạn được tăng lên. Ok. Tiếp tục nào. Ui, đây là 6 người. Mà võ đài này rất là nhỏ luôn. Mình sẽ đi cẩn thận. Nếu không là mình sẽ bị đánh và rơi ra ngoài ngay. Ok. Đây có một đánh bạn. Wow. Mình bị đấm liên tục. Đây rồi. Ra không? Không ra. Wow, mình bị chết rồi. Tiếp tục nào. Lần này là 6 người. Đi luôn. Ok, 6 người này rất là khỏe. Mình sẽ đi luôn luôn quanh đây. Ok. Mình giết từng người một. Rồi, một người. Người thứ hai. Vì bạn này chơi xấu rồi. Lần này thì 3 người trong một đài. Các bạn phải tránh cái đường ánh sáng của họ. Nếu không thì các bạn sẽ bị đánh ngay. Wow, vẫn còn sống. Okay, let's go. Tiếp tục nào. Lần này nó mấy người? 4 người.
Ok. Một cây. Mình sẽ đánh cho anh này ở xuống đây. Hai người. To quá cũng bị đánh rất là sai. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game coi nha. Các bạn phải coi con chó, sói hoặc con gấu. Có con gấu nó tránh các bạn nha và nó cắn các bạn. Thì cách chơi game này như này. Các bạn vào tường phòng 1, đóng cửa rồi bật đèn lên. Đó, mình lại chuyển sang phòng tiếp theo. Đóng cửa bật đèn. Đó. Thì khi đóng cửa ấy, thì con gấu nó sẽ tiếp và nó sẽ chạy đi. Và nếu các bạn bật đèn luôn vậy mà nhìn thấy nó sẽ lao vào nó cắn các bạn ngay. Tất cả là có 4 phòng. Phòng này là phòng dùng rồi. Thì các bạn chơi game này càng hay. Và cách chơi game này thì bạn nào cũng có thể chơi được, từ bạn trẻ hoặc là bạn còn bé cũng chơi được hết. Chỉ có sang từng phòng một, xong rồi là coi nhà, tránh con gấu nó vào trong nhà. Đó, 1 giờ là sáng rồi. Chơi càng được thời gian lâu càng tốt. Ok, và bây giờ mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Danny School. Sách đầu thì các bạn trả lời đúng được, sách thứ hai trở đi thì mọi người trả lời sai, vì đang nói sai. Ok, sẽ Looks like it's sweeping time.
Rồi xem nào, mình ta mắt rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.